Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mới đây đã ký quyết định 1661 phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế. Tỉnh Đồng Nai đã tổ chức hỗ trợ đưa người dân an toàn và mong muốn khi dịch đi qua, người lao động sẽ sớm trở lại để khôi phục sản xuất kinh doanh. Gỡ khó cho sản xuất nông nghiệp những tháng cuối năm. 9 tháng đầu năm, giá trị xuất khẩu ngành nông nghiệp vẫn đạt được con số 35,5 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Thưa quý vị, ngày hôm nay mùng 5 tháng 10, hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 bước sang ngày làm việc thứ hai. Buổi sáng, Ban chấp hành Trung ương làm việc tại hội trường thảo luận về báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2024. Về việc lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo nghị quyết số 27 của Hội nghị Trung ương 7 khóa 12, báo cáo kết quả công tác phòng chống dịch COVID-19 trong những thời gian vừa qua, quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ thay mặt Bộ Chính trị điều hành thảo luận. Buổi chiều, Ban chấp hành Trung ương làm việc tại tổ thảo luận về báo cáo kết quả 5 năm thực hiện nghị quyết số 04 ngày 30 tháng 10 năm 2016 của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, quy định về những điều đảng viên không được làm. Sau đó, Bộ Chính trị họp cho ý kiến về việc tiếp thu giải trình các nội dung thảo luận của Trung ương, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024 về việc lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo nghị quyết số 27 của Hội nghị Trung ương 7 khóa 12. Báo cáo kết quả công tác phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian qua, quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 55 ngày Quốc khánh Vương quốc Lesotho ngày 4 tháng 10 năm 1966, ngày 4 tháng 10 năm 2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng đến Quốc vương Leszi Đệ Tam. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện mừng đến Bộ trưởng Ngoại giao và quan hệ quốc tế Vương quốc Lesotho. Chuyển đến nội dung khác, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mới đây đã ký quyết định 1661 phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế. Hơn 100 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế đã được cắt giảm và đơn giản hóa. Trong đó có 81 thủ tục hành chính trong kinh doanh dịch vụ khám chữa bệnh, 41 thủ tục hành chính trong kinh doanh dược, 4 thủ tục hành chính trong kinh doanh sản xuất mỹ phẩm, 6 thủ tục hành chính trong kinh doanh hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng y tế, 12 thủ tục hành chính trong kinh doanh trang thiết bị y tế, 5 thủ tục hành chính trong kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế. Văn phòng Chính phủ sẽ kiểm tra, đôn đốc thực hiện và tổng hợp vướng mắc của Bộ Y tế và các bộ ngành địa phương có liên quan để kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ trong quá trình thực thi quyết định 1661. Mở đầu tiểu mục quyết thắng đại dịch hôm nay là thông tin từ Sở Y tế Hà Nội. Tính từ 18 giờ ngày 4 tháng 10 đến 14 giờ ngày 5 tháng 10, thành phố Hà Nội tiếp tục ghi nhận thêm 2 trường hợp mắc mới COVID-19, tất cả đều trong khu cách ly. 2 ca dương tính ghi nhận tại thành phố Hà Nội tính đến chiều ngày 5 tháng 10 đều nằm trong khu cách ly. Cụ thể, 1 ca liên quan đến ổ dịch Bệnh viện Việt Đức, 1 ca tại quận Hà Đông thuộc chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho, sốt. Như vậy, tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay, Hà Nội đã có 4.012 trường hợp dương tính. Số mắc ghi nhận tại cộng đồng là 1.603 ca. Số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.409 ca.
Hôm nay mùng 5 tháng 10, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai đã có công văn hỏa tốc chỉ đạo các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh thực hiện bàn giao ngay cơ sở vật chất để chuyển đổi thành khu cách ly tập trung cho các công dân về từ vùng dịch. Các học sinh tại bậc học này sẽ chuyển sang hình thức học trực tuyến. Trước thực trạng số công dân từ vùng dịch về Gia Lai tăng theo cấp số nhân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã kích hoạt tất cả các khu cách ly tập trung nhưng vẫn chưa đủ chỗ. Tính đến sáng nay, tại 31 khu cách ly tập trung, tỉnh đã tiếp nhận trên 5.600 công dân. Vì vậy, tỉnh đã trưng dụng thêm 47 trường trung học phổ thông trên địa bàn nhằm bảo đảm việc cách ly, phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 trong điều kiện người dân ở các tỉnh phía Nam vẫn đang ồ ạt trở về địa phương. Từ ngày 3 tháng 10 đến sáng nay đã có khoảng 10.000 lượt người di chuyển bằng xe máy từ các tỉnh phía Nam qua tỉnh Kon Tum để về quê tránh dịch. Qua phân luồng, tỉnh đã đưa đi cách ly tập trung hơn 200 người. UBND thành phố Kon Tum đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, thanh niên tình nguyện túc trực tại các chốt kiểm soát để tổ chức phân luồng, hỗ trợ người dân xăng xe, nước uống, thức ăn và hướng dẫn người dân các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Cũng trong sáng nay, tỉnh Ninh Bình tổ chức đợt 1 đón hơn 600 công dân đang sinh sống, làm việc và học tập tại thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bình Dương về quê. Đây là những công dân thuộc đối tượng ưu tiên như phụ nữ mang thai, người có công, người già, người tàn tật, trẻ em dưới 1 tuổi. Các địa phương đã chuẩn bị tốt các phương án bảo đảm an ninh, an toàn và các điều kiện hậu cần phục vụ tại các khu cách ly tập trung, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người lao động trở về từ tỉnh ngoài sớm ổn định cuộc sống sau khi họ thực hiện xong thời gian cách ly theo đúng quy định. Sau khi các tỉnh, thành phố phía Nam và một số tỉnh có dịch trong cả nước nới lỏng giãn cách xã hội, số lượng công dân Thanh Hóa từ tỉnh ngoài trở về địa phương đã gia tăng. Đây là nhóm đối tượng có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cần được giám sát, quản lý phù hợp để hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ dịch bệnh xâm nhập, lây lan trong cộng đồng. Sau khi trở về từ miền Nam, 4 người dân xã Thạch Long đã mắc COVID-19. Do quản lý tốt, những trường hợp này không có F1, F2 trong cộng đồng. Tuy nhiên, cũng tại địa bàn huyện Thạch Thành, một lái xe tải đường dài về thăm nhà, nhưng chính quyền cơ sở không kiểm soát được, làm phát sinh hàng chục F1, F2 tại địa phương. Công dân có thể đi qua vùng dịch, nhưng mà về những trường hợp này, có những trường hợp vẫn là chưa khai báo một cách đầy đủ, kịp thời, trung thực. Cho nên là thời gian tới thì những cái nội dung này chúng tôi phải làm triệt để hơn nữa, qua rút kinh nghiệm thì thấy là những trường hợp này vẫn còn bỏ sót. Thanh Hóa hiện có hơn 300.000 người đang ở các tỉnh, thành phố khác trong cả nước. 33.000 người trong số này đang có nguyện vọng trở về quê. Đa phần là công dân đang ở các tỉnh, thành phố phía Nam. Do vậy, việc quản lý di biến động dân cư phải được thực hiện nghiêm ngặt để chủ động phân luồng, cách ly, giám sát. Chưa quay trở về quê khi chưa thực sự cần thiết, đề nghị chính quyền các địa phương tổng hợp số người sẽ về trong 3 ngày, trong 7 ngày tới và đặc biệt là giám sát chặt chẽ số người về trong ngày để thực hiện việc cách ly y tế, không để phát sinh thêm F1 nếu có xuất hiện F0. Thời gian qua, việc giám sát cách ly tại nhà ở Thanh Hóa có nơi thực hiện chưa nghiêm, một số trường hợp lưu trú trong thời gian ngắn chưa được quản lý kịp thời. Những vấn đề này cần được khắc phục nhanh, bởi dự kiến sắp tới sẽ có nhiều người Thanh Hóa trở về quê từ vùng dịch. Thưa quý vị, những ngày qua đã có hàng chục nghìn công nhân rời Đồng Nai về quê các tỉnh miền Tây, miền Trung và Tây Nguyên do nhà máy chưa thể hoạt động trở lại. Các ngành chức năng của tỉnh Đồng Nai đã hỗ trợ đưa người dân an toàn và mong muốn khi dịch đi qua, người lao động sẽ sớm trở lại để khôi phục sản xuất kinh doanh. Là một trong những người đến điểm tập kết để lực lượng chức năng đưa về quê sớm nhất vào sáng nay, anh Nguyễn Nhân Gia, quê ở tỉnh Quảng Bình, công nhân làm việc tại khu công nghiệp Nhơn Trạch 3 cho biết, 3 tháng nay thất nghiệp ở phòng trọ, nay không thể tiếp tục cầm cự được nữa. Do vậy, khi nghe thông báo của chính quyền, anh cùng nhiều công nhân đồng cảnh ngộ đã đăng ký để về quê. Hỗ trợ đưa anh em công nhân về thì tụi em cũng về thôi. Tại vì quá khó khăn rồi, giờ cuộc sống ở đây nói chung dịch tính biết khi nào hết. Nên là tụi em quyết định là nói chung là biết là xa phương để làm ăn đó, nhưng mà giờ dịch quá thì tụi em cũng mà chấp nhận về quê thôi. Khi nào mà ổn thì chắc vô đây làm lại, chứ giờ dưới quê cũng khổ khó khăn, dưới quê cũng không có việc làm gì ổn định. Chỉ trong ngày 5 tháng 10, đã có khoảng 20.000 công nhân rời Đồng Nai để về các tỉnh miền Tây, miền Trung và Tây Nguyên.
Để hỗ trợ người dân về quê, Công an tỉnh Đồng Nai đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, tổ chức hướng dẫn, bố trí dẫn đường một cách an toàn. Từ trước giờ xuất phát, người dân đã được lực lượng công an phát thức ăn, nước uống để mang theo trên hành trình. Đồng thời, một số người dân ở thành phố Biên Hòa đã đến hỗ trợ thức ăn, tiền. Do tình hình dịch bệnh thì mọi người không có việc, thì mọi người phải chọn cách về quê, chắc mọi người cũng rất là buồn, không còn cách nào khác. Thì em nghĩ là mọi người cũng thấu hiểu được cái hoàn cảnh đó, thì em muốn là hỗ trợ một phần nào đó khả năng của mình để cho mọi người lại cái động lực để mọi người về quê an ủi một phần nào đó. Cùng với tăng cường hỗ trợ an sinh xã hội, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai kêu gọi người lao động ở lại cùng địa phương khôi phục sản xuất, đồng thời chuẩn bị phương án tổ chức đón người lao động từ các tỉnh quay trở lại Đồng Nai. Xây dựng trước đi, phương án kịch bản đón người lao động từ các cái tỉnh bạn miền Tây rồi Đắk Lắk, rồi Lâm Đồng, rồi các tỉnh bạn quay về lại để sản xuất. Lúc này chúng ta xử lý như thế nào đây? Kiểm soát về y tế, bệnh dịch ra sao, rồi là cái bố trí chỗ ăn, chỗ ở lại của người công nhân như thế nào. Đồng Nai là địa phương có nhiều khu công nghiệp nhất cả nước, với 31 khu công nghiệp đang hoạt động, thu hút khoảng 1,2 triệu người lao động. Trong đó khoảng 70% là người từ các tỉnh thành khác đến làm việc và ở trọ. Các ngành công nghiệp tại Đồng Nai rất thâm dụng lao động, nhiều doanh nghiệp có từ 30.000 công nhân trở lên. Do đó, thời gian tới, trong khôi phục sản xuất, việc thiếu lao động là khó có thể tránh khỏi đối với Đồng Nai. Sáng nay tại thành phố Đà Nẵng, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phối hợp với các tổ chức cá nhân hảo tâm trên địa bàn, tổ chức chương trình siêu thị không đồng Đà Nẵng, thành phố tình người, trao hơn 1.500 suất quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, người mất khả năng lao động, mất việc làm hoặc sống thuê nhà trọ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Chương trình đã trao hơn 1.500 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng với tổng số kinh phí gần 500 triệu đồng cho các hội viên phụ nữ chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh. Hoạt động trao quà được thực hiện bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh. Siêu thị không đồng Đà Nẵng, thành phố tình người là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần cùng với chính quyền thành phố bảo đảm an sinh xã hội. Thưa quý vị, mới đây ứng dụng phòng chống dịch COVID-19 quốc gia có tên là PC COVID đã được giới thiệu tại buổi tọa đàm trực tuyến giới thiệu giải pháp công nghệ phục vụ phòng chống dịch COVID-19 do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức. Đây là ứng dụng tích hợp tính năng từ những app trước, lưu trữ các thông tin quan trọng cho trạng thái bình thường mới như là mã QR cá nhân, giấy đi đường và chứng nhận tiêm chủng. Tính đến hiện tại thì ứng dụng vẫn đang phải cập nhật và sửa lỗi để hoạt động ổn định hơn. Nhiều người dân hiện đã tải được ứng dụng PC COVID, thực hiện khai báo thông suốt và tự đồng bộ thông tin với Bluezone. Mình tiêm vaccine rồi và mình đã hiện thấy rõ cái thông tin mình đã tiêm vaccine, thời gian tiêm, loại vaccine và số mũi mình tiêm. Tuy vậy, nhiều người dùng phản ánh một số lỗi như PC COVID vẫn cập nhật sai thông tin tiêm chủng, hay lo ngại về vấn đề bảo mật thông tin cá nhân khi buộc phải bật công nghệ Bluetooth. Xung quanh nhiều phản ánh, ứng dụng chưa hoạt động ổn định và còn xuất hiện nhiều lỗi và một số tính năng gây tranh cãi, Trung tâm Công nghệ Phòng chống dịch COVID-19 quốc gia khẳng định, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng Bộ Y tế đang yêu cầu các bên liên quan đẩy nhanh việc cập nhật, sửa lỗi dữ liệu và hoàn thiện ứng dụng PC COVID nhanh nhất có thể. Khi mà chúng ta sôi đỗ, chúng ta vừa bản giấy, chúng ta vừa điện tử, chúng ta nhập đuổi, chúng ta chấp nhận sai sót, thì chúng tôi cũng ý thức được là chúng ta phải xử lý cái sai sót đấy. Và vì vậy thì chúng tôi đã có cái kênh phản ánh cả dữ liệu tiêm, đúng không? Dữ liệu tiêm đã triển khai kênh phản ánh rồi. Và tới đây, thứ ba tới đây thì chúng tôi cũng ra cái kênh phản ánh liên quan đến PC COVID, là nếu mà sai sót thì người dân phản ánh lên đó. Và phản ánh lên đó thì chúng tôi sẽ huy động lực lượng để xử lý. Phần lớn mọi người thì không có vấn đề nào phải lo ngại chuyện này cả. Và nó tham gia vào góp ích với cộng đồng để truy vết. Về vấn đề liên thông dữ liệu, Trung tâm Công nghệ Phòng chống dịch COVID-19 quốc gia cho biết, PC COVID được liên thông để thực hiện đối soát, xác thực với nguồn dữ liệu lớn quan trọng, gồm cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ Công an quản lý, cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý, cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêm chủng, phòng ngừa COVID-19 do Bộ Y tế quản lý và cơ sở dữ liệu về xét nghiệm COVID-19.
Trong tình hình dịch bệnh COVID-19, để giúp những trẻ có năng khiếu thể thao hoặc mong muốn chơi thể thao có thể tập luyện trở lại, điều quan trọng là cần bảo vệ trẻ tránh bị nhiễm virus SARS-CoV-2. Ở một số quốc gia, vaccine phòng COVID-19 đã được phê duyệt sử dụng cho trẻ từ 12 tuổi trở lên. Nhưng đối với những trẻ nhỏ chưa thể chủng ngừa, điều quan trọng là phải thực hiện các bước để giảm nguy cơ lây lan virus SARS-CoV-2. Trước khi tập luyện hoặc tham gia trò chơi, cần bảo đảm trẻ có những vật dụng cá nhân như khẩu trang, dung dịch sát khuẩn tay, khăn tắm, bình nước uống và khăn giấy có dán nhãn tên của trẻ, tuyệt đối không dùng chung. Cần đi khám kiểm tra sức khỏe trước khi tham gia thể thao. Không cho trẻ tập luyện hoặc tham gia trò chơi nếu trẻ cảm thấy mệt hoặc có bất kỳ triệu chứng nào của COVID-19. Khi trở lại hoạt động thể lực sau khi mắc COVID-19, nếu trẻ có kết quả xét nghiệm COVID-19 dương tính, hãy xin ý kiến tư vấn sức khỏe của bác sĩ chuyên khoa nhi. Cần được khám sàng lọc sức khỏe tim mạch. Những trẻ có các triệu chứng COVID-19 ở mức trung bình thì không nên tập luyện cho đến khi hết các triệu chứng và đã được kiểm tra tim mạch. Bất kỳ trẻ nào chưa được tiêm phòng đầy đủ thì cần đeo khẩu trang đối với tất cả các môn thể thao trong nhà. Các hoạt động không nên đeo khẩu trang, hoạt động thể thao dưới nước, thể dục dụng cụ, nhào lộn và đấu vật. Để bảo vệ trẻ chưa được tiêm chủng COVID-19, cố gắng tránh ôm, chạm tay và bắt tay, dùng chung đồ ăn hoặc thức uống, cổ vũ, nói chuyện hoặc hát khi cách người khác dưới 2 mét. Khạc hoặc xì mũi mà không có khăn giấy, dùng chung các vật dụng, đồ thể thao như bóng, vợt, gậy, v.v. Sau khi tập luyện thể thao hoặc tham gia trò chơi, cần vệ sinh tay, thay khẩu trang, khăn tắm và quần áo. Vệ sinh sạch sẽ các vật dụng cá nhân, đồ thể thao, chai nước. Tiếp theo chương trình, nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế. Xuất khẩu gỗ đạt kỷ lục 12 tỷ đô la Mỹ trong 9 tháng năm 2021. Hàng loạt tổ chức quốc tế đã đồng loạt điều chỉnh hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2021 về mức dưới 5%. Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách VERP dự báo trong điều kiện kiểm soát được đại dịch COVID-19 vào cuối quý 3, tăng trưởng GDP Việt Nam có thể đạt mức 4,5-5,1%. Nếu thời điểm kiểm soát được đại dịch diễn ra muộn hơn, nền kinh tế có thể chỉ tăng trưởng từ 3,5-4%. Mở cửa kinh tế đang là yêu cầu được đặt ra. Thưa quý vị, dịch bệnh COVID-19 kéo dài gần 2 năm qua đã khiến nền kinh tế của nhiều quốc gia trên thế giới chao đảo, trong đó có Việt Nam. Zero COVID là điều không thể trong bối cảnh hiện nay. Do đó, cách thức sống chung an toàn, thích ứng với COVID-19 là xu hướng tất yếu của các quốc gia. Việt Nam đang chuyển hướng về chiến lược phòng chống dịch theo hướng sống chung an toàn và thích ứng với virus SARS-CoV-2, bảo đảm sự đồng nhất và nhất quán khi thực hiện tại các địa phương, qua đó hỗ trợ tối đa doanh nghiệp khi mở cửa kinh tế. Đây cũng chính là thông điệp mà Chủ tịch Quốc hội đưa ra trong hai cuộc làm việc quan trọng cuối tháng 9, đó là buổi làm việc tham gia góp ý kiến từ các chuyên gia kinh tế và đại diện các tập đoàn đa quốc gia của Hoa Kỳ tại Việt Nam. Hiện nay là Quốc hội cùng với Chính phủ đang tập trung nghiên cứu một cái chiến lược, có một cái khung khổ chính sách thống nhất và nhất quán để áp dụng một cách thống nhất từ trung ương đến địa phương với những cái linh hoạt và điều chỉnh nhất định cho từng cái địa phương một. Cái dự thảo này cần phải được thảo luận một cách rất là kỹ lưỡng, cân nhắc thận trọng, nhưng mà phải quyết định một cách rất là quyết đoán và tổ chức thực hiện một cách rất là quyết liệt và thống nhất. Trong phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và chiến lược khôi phục và phát triển kinh tế. Cùng với nỗ lực cao nhất về phòng chống dịch, chính phủ quyết tâm đẩy mạnh mọi biện pháp để tháo gỡ cơ chế, khơi thông nguồn lực, tạo động lực mới, quyết liệt đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công để tăng trưởng kinh tế tốt hơn vào những tháng cuối năm. Bây giờ là cái lúc mà chúng ta cần phải có những cái phương án chủ động của chính phủ, của người dân và doanh nghiệp, của chính quyền các địa phương. Mà để có phương án chủ động thì cần phải có một cái những cái quy định về sống chung. Với cái tình huống như thế này của dịch bệnh thì quá trình mở cửa sẽ như thế này. Các giải pháp sẽ được thực hiện là như thế kia. Theo các chuyên gia, chương trình phục hồi kinh tế phải dựa trên 4 trụ cột lớn. Một là từng bước mở cửa lại các hoạt động sản xuất kinh doanh, mở cửa nền kinh tế. Hai là phát triển hạ tầng, gồm cả hạ tầng truyền thống và kinh tế số.
3 là hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi song song với việc khuyến khích đầu tư toàn xã hội. 4 là tiếp tục cải cách thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh. Phân tích về những rủi ro tiềm ẩn cũng như những ảnh hưởng cho triển vọng kinh tế Việt Nam thời gian tới, nhiều chuyên gia cho rằng càng sớm xây dựng và thực hiện chương trình tổng thể phục hồi, phát triển kinh tế trong và sau đại dịch COVID-19 với 3 giai đoạn, ưu tiên phòng chống dịch sau khi kiểm soát dịch COVID-19, tiến hành nới lỏng chính sách kinh tế vĩ mô và bình thường hóa chính sách kinh tế vĩ mô. Kinh tế Việt Nam mới có thể thích ứng được tình hình mới, nâng cao sức chống chịu nền kinh tế. Có thể nói, khu vực doanh nghiệp là mảng khó khăn, có nhiều vấn đề cần giải quyết trong bức tranh kinh tế đất nước qua 4 đợt sóng COVID-19. Sức chống chịu của các doanh nghiệp ở các loại hình đều đã gần tới giới hạn. Do đó, sự thay đổi về chiến lược phòng chống dịch cùng với các kịch bản mở cửa cụ thể đang được coi là chìa khóa cho tăng trưởng trở lại của nền kinh tế nói chung và mỗi doanh nghiệp nói riêng. Tuy nhiên, để thực hiện các chiến lược này, điều quan trọng nhất hiện nay đối với các doanh nghiệp chính là bảo đảm nguồn nhân lực. Hiện nay tại các tỉnh thành bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, số lao động về địa phương khá lớn, gây nên sự đứt gãy về nguồn nhân lực. Nhiều doanh nghiệp số lao động hiện chỉ khoảng 50%, gây ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành các đơn hàng. Vấn đề đặt ra hiện nay đó là cần có chính sách bảo đảm sản xuất an toàn để người lao động yên tâm làm việc. Nghịch lý lao động của chúng ta là sẽ thế này, nơi thiếu cứ thiếu, nơi thừa cứ thừa. Bây giờ đấy, các cái khu công nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh này, Đồng Nai này, Bình Dương này sẽ thiếu lao động rất là ghê. Mà như vậy mình không có lao động về đấy, không có một chính sách để lôi kéo lao động trở lại đấy, thì ở đấy sẽ thiếu hụt. Các chuyên gia cho rằng để tiếp tục thực hiện mục tiêu kép mà chính phủ đã đề ra trong bối cảnh bình thường mới, cần xây dựng dữ liệu về các nhóm lao động đang làm việc, đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho lao động, cũng như chuẩn bị sẵn sàng các biện pháp an toàn phòng chống dịch. Bên cạnh đó cần chính sách lương, phúc lợi thỏa đáng cho người lao động. Cùng với đó để hỗ trợ doanh nghiệp, các giải pháp như giãn, hoãn, tạm ngừng, giảm thuế đã được đưa ra. Song nhiều ý kiến cho rằng cần cân nhắc đến việc hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp, một trong các phương thức quan trọng nhất để giúp doanh nghiệp có được dòng tiền, để cân đối thu chi cũng như có được vốn rẻ hơn để thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Dòng tiền bây giờ là cái giữa cái chuyện tồn tại hay không tồn tại, tiếp tục hoạt động hay không tiếp tục hoạt động. Thế thì một mặt cũng đề nghị công chí hỗ trợ có mục tiêu, tiếp tục giảm lãi suất cho một số cái lĩnh vực. Nhưng mà nó rất có ý nghĩa với một cái nhóm doanh nghiệp, một số doanh nghiệp đang cực kỳ khó khăn. Và chúng ta cũng không đừng để cho cái khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, nhất là những cái yếu kém của chúng ta mà lại bảo để chúng ta không thực hiện một cái chính sách nào đó. Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương đánh giá một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam năm 2022, đó là khả năng kiểm soát dịch, tiến độ giải ngân đầu tư công, khả năng bảo đảm phục hồi sản xuất, khả năng bắt nhịp thực hiện một chương trình sâu rộng về phục hồi và phát triển kinh tế, khả năng tận dụng cơ hội từ đà phục hồi kinh tế thế giới. Do đó, việc ban hành một kế hoạch mở cửa kinh tế phù hợp và thực thi hiệu quả cũng như tận dụng được các cơ hội năm 2022 sẽ giúp cho các doanh nghiệp nhanh chóng phục hồi, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tiếp tục chương trình với những nội dung quan trọng khác. Thưa quý vị, mặc dù gặp nhiều khó khăn do COVID-19 nhưng 9 tháng đầu năm nay, giá trị xuất khẩu ngành nông nghiệp vẫn đạt được con số là 35,5 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 17% so với cùng kỳ của năm ngoái. Trong đó tập trung ở các ngành chính như là nhóm hàng rau quả, sản phẩm chăn nuôi. Cà phê, cao su, nhóm hàng rau quả, hồ tiêu, hạt điều, sắn, các sản phẩm chăn nuôi, cá tra, tôm, sản phẩm gỗ, mây tre là những mặt hàng có giá trị xuất khẩu tăng mạnh từ 12 đến 57% trong 9 tháng qua. Dù ngành nông nghiệp vẫn duy trì đà tăng trưởng 2,74%, nhưng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản quý 3 giảm 5,2%. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng 2,8%, cần những giải pháp hiệu quả thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Khoảng gần 20 ngày nay là cái sức tiêu thụ lại giảm. Và bây giờ ảnh hưởng Covid cũng ngập sâu. Trước những khó khăn thách thức như thế thì Bộ cũng đã chủ động đề xuất với Chính phủ và Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã họp đưa ra cái chỉ thị 26. Bộ đang giao nhiệm vụ kế hoạch là xây dựng một cái kế hoạch hành động ngay và luôn để chúng ta tháo gỡ những khó khăn thách thức và cố gắng đạt được các mục tiêu đề ra. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh phát triển thị trường, tháo gỡ rào cản, tạo thuận lợi cho tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.
đặc biệt tăng cường kết nối với các tập đoàn viễn thông, ứng dụng giao hàng chuyên nghiệp, hỗ trợ chuyển đổi số trong nông nghiệp trong giai đoạn phục hồi kinh tế mới sau làn sóng dịch thứ tư. Một tín hiệu khả quan trong lĩnh vực xuất khẩu gỗ. Theo thông tin từ Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 9 tháng năm 2021, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt gần 12 tỷ đô la Mỹ, tăng 31,9% so với cùng kỳ năm 2020. Đáng chú ý, xuất siêu của ngành này trong 9 tháng năm 2021 đạt gần 9,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2020. Các thị trường xuất khẩu gỗ và lâm sản chính của Việt Nam là Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, EU và Hàn Quốc. Bất chấp bối cảnh khó khăn của đại dịch COVID-19, xuất khẩu nhóm hàng này sang Mỹ 8 tháng năm 2021 thu về 6,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 58,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện Mỹ là thị trường xuất khẩu gỗ lớn nhất và tăng trưởng nhanh nhất của Việt Nam. Chương trình diễn tập quốc tế ACID năm 2021 đã diễn ra vào sáng nay. Chương trình tập trung vào chủ đề là ứng phó tấn công chuỗi cung ứng nhằm vào các tổ chức doanh nghiệp. Chương trình do Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức. Tại Việt Nam, thời gian qua đã xảy ra một vài sự cố bị tấn công chuỗi cung ứng. Doanh nghiệp có chuỗi cung ứng càng lớn, càng phức tạp thì nguy cơ bị tấn công càng cao. Tấn công chuỗi cung ứng có thể nhắm vào bất kỳ một ngành nghề, lĩnh vực nào, từ tài chính, ngân hàng, giao thông, công nghệ, chăm sóc sức khỏe, thậm chí cả đối với các tổ chức chính phủ. Các cuộc tấn công này rất nguy hiểm và không dễ đối phó. Do đó, diễn tập lần này là cơ hội nâng cao kỹ năng, học hỏi kinh nghiệm và là hình thức đào tạo thực tế nhất cho cán bộ quản lý và cán bộ kỹ thuật về xử lý các vấn đề an toàn thông tin tại Việt Nam. Diễn tập là hoạt động thường niên giữa các thành viên mạng lưới ứng cứu sự cố trong khu vực Đông Nam Á và các nước đối thoại gồm Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và Úc, giúp các thành viên tương tác, thực hành và điều chỉnh các quy trình ứng phó đối với các sự cố tấn công xuyên biên giới. Trong khuôn khổ Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia 2021, chiều nay Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ đã cùng thảo luận bằng hình thức trực tuyến về chủ đề truyền thông song hành cùng công nghệ. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, sự kết nối trở nên dễ dàng hơn nhiều nhờ công nghệ tiên phong như blockchain, AI, 5G. Câu chuyện giữa truyền thông và công nghệ tiên phong được nhìn nhận, chia sẻ và khai thác tại tọa đàm Phá băng với chủ đề Ứng xử của truyền thông với công nghệ tiên phong. Đại diện các bên tham dự tọa đàm ủng hộ các đơn vị truyền thông cùng phối hợp xây dựng được các thông điệp mang tầm quốc gia về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng thời xây dựng, phát triển các chiến lược cá nhân, hình ảnh cá nhân cho các doanh nghiệp khởi nghiệp. Đặc biệt, sự kiện còn có lễ ký ghi nhớ hợp tác thúc đẩy hoạt động truyền thông hướng đến hình thành mạng lưới truyền thông quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo. Cuối chương trình, mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại những thông tin nổi bật của ngày hôm nay. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mới đây đã ký quyết định 1661 phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế. Phần mềm PC COVID đang tiếp tục sửa lỗi. Đây là ứng dụng tích hợp tính năng từ những app trước, lưu trữ các thông tin quan trọng cho trạng thái bình thường mới như mã QR cá nhân, giấy đi đường và chứng nhận tiêm chủng. Qua 4 đợt sóng COVID-19, sức chống chịu của các doanh nghiệp ở các loại hình đều đã gần tới giới hạn. Do đó, sự thay đổi về chiến lược phòng chống dịch cùng các kịch bản mở cửa cụ thể đang được coi là chìa khóa cho tăng trưởng trở lại của nền kinh tế nói chung và mỗi doanh nghiệp nói riêng. 9 tháng năm 2021, giá trị xuất khẩu ngành hàng nông nghiệp vẫn đạt được con số là 35,5 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Quý vị khán giả thân mến, những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự 45 phút chiều nay của Truyền hình Nhân dân. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.